Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Healthy Life 1986 về chủ đề review cuộc sống nông trại thôn quê. Hôm nay chúng ta cùng đến với một cô gái với những món ăn từ xoài rất là độc đáo và hấp dẫn. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Chúng ta có một cô gái trẻ đang đi hái những trái xoài xanh khá là tươi tốt và đẹp mắt trong vườn nhà mình. Xoài cho sạch sẽ và sau đó chuẩn bị làm những món ăn rất là hấp dẫn và ngon miệng. Tiếp theo thì nêm gia vị vào cho xoài đã vừa rửa này và ướp chúng đi. Trong khi đó thì người anh của cô gái thì làm thêm một món khác, gọt vỏ xoài đi và dùng dao cắt những miếng nhỏ và lấy đá đập cho dập dập đi. Đó thì chàng trai bỏ vào một cái lá và rưới gia vị lên. Chàng trai đang làm món salad xoài, bỏ thêm ít đường, thế là đơn giản nhanh chóng đã có được một món ăn từ xoài rồi. Chàng trai mang đi cho người bà của mình thưởng thức. Đó thì cô gái bắt đầu nấu một món ăn cà ri xoài. Cô gái bỏ các gia vị như hành vào nồi dầu và nấu lên. À, sau đó thì đổ nước với gia vị vào. Bỏ thêm đường vào
một chú sóc cá tinh nghịch. Sau khi nước đã cạn khô hết rồi thì món ăn của cô gái cũng hoàn thành rồi. Cô gái làm thêm một món khác. Cô gái này đi nấu cơm và lấy các rau củ. Như bắp sú, hành, cà rốt và đậu que. Rửa sạch và xắt nhỏ tất cả những rau củ. Chiên hỗn hợp này lên và bỏ thêm gia vị vào. Sau khi cơm chín thì cô gái trộn cơm rồi xào rau củ cô gái vừa nấu được. Thế là đã có một món ăn rồi, cơm trộn. Sau đó thì làm thêm một món salad rau củ. Và bây giờ cô gái thưởng thức cùng với người thân trong gia đình thôi. Quả là những món ăn rất là ngon miệng, đơn giản nhưng mà đầy đủ các dinh dưỡng, protein và sạch sẽ, healthy. Vâng, video này là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ủng hộ mình có thêm động lực làm thêm những clip hay phục vụ cho các bạn nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.